Rồi xin chào mọi người. Ok, trên tay mình đang là một mẫu pin Smoric FZ100 nha. Cổng tai C mẫu mới nhất luôn, 49691 cam. Đó, AC. Bạn thường sản phẩm Smoric á, bạn có để ý kỹ những cái phần đuôi, cái chữ cái ký tự cuối cùng á, như là ABC, đó C là mới nhất, bạn có thể canh theo cái này thôi. Đó, ví dụ như bạn thấy 3010 là 3010B, 3010C, đó những phiên bản mới họ sẽ update ký tự còn sau. Rồi, thì phiên bản mới này họ vẫn là màu cam đẹp, nói chung là cá tính nổi bật. Mình đánh giá rất là ok cái màu cam này. Rồi thì có một sự thay đổi nhỏ là pin bây giờ họ giảm từ 2004 về còn 2002 nha. Ngoài ra thì vẫn dùng full tính năng như pin zin, vẫn xài bình thường, sạc qua cổng Type-C luôn, nhỏ gọn nhẹ, chất lượng. Để trên chiếc VE12 nha. Đó thì bạn có thể gắn vào rồi bạn sạc full, bạn dùng bình thường như mọi pin FZ100 thôi. Ok. Rồi. Đó, bạn vẫn dùng. Ok, không hiện thông báo, không gì hết. Nó vẫn xài bình thường như những pin khác. Đặc biệt con này hiệu năng cao, khách hàng mình bán, khách hàng đánh giá luôn dùng rất là ngon. Có khách hàng dùng gần 1 năm rồi đó. Từ lúc ra đến giờ, những mẫu màu xanh đó là mình bán gần 1 năm rồi. Khách hàng đánh giá rất là ok. Hiệu năng 85-90% pin zin. Rồi, ok.